Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế tiếp nhận điều trị nhiều nhất các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện còn một người phải thở máy, các trường hợp nặng khác đã diễn biến tích cực. Về các bệnh nhi, tâm lý đã ổn định, không còn hoảng loạn. Cập nhật mới nhất tình hình sức khỏe các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 27 bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận điều trị liên quan đến vụ cháy Khương Hạ, đến nay chỉ còn một trường hợp nặng phải thở máy. Đó là nam bệnh nhân NVC nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa. Bệnh nhân bị viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp, phải can thiệp nhiều kỹ thuật, rửa phổi hàng ngày, làm sạch hết các khói bụi. Về trường hợp nữ bệnh nhân VTN, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, được rút ống nội khí quản, cơ hội bình phục tốt, hiện đang thở oxy gọng. Đến sáng ngày 17 tháng 9, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, đã nhận thức được, còn có thể khẽ giơ tay ra tín hiệu. Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 23 tuổi quê Hải Dương, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng gãy xương đùi. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, hiện bệnh nhân đã ổn định và đang được các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc và điều trị. Các trường hợp còn lại đã tỉnh táo, có thể ra viện, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục được theo dõi ở bệnh viện để điều trị oxy cao áp, độc khí CO, tránh biến chứng thần kinh về sau. Theo các chuyên gia cấp cứu và chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, ngộ độc CO có thể không biểu hiện rõ ngay hiện tại, nhưng ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao nhất là hơn 80 tuổi, có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị theo dõi diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí. Tại các bệnh viện khác đang điều trị bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện 103 đều cho biết sức khỏe của các bệnh nhân hiện tại đã tiến triển tốt, ổn định. Tuy nhiên, một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hiện đang điều trị hai bệnh nhân là hai bố con. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên tâm lý còn bất ổn do vợ và con gái đã tử vong. Sáng qua ngày 16 tháng 9, một nam bệnh nhân tình trạng ổn định đã xuất viện để chăm sóc vợ đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Một nữ bệnh nhân có bệnh nền đang ghép thận được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép. Hiện nữ bệnh nhân đã qua cơn hoảng sợ, tâm lý không còn u uất nặng nề và kiểm soát được tình trạng khó thở. Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận điều trị 4 trường hợp, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân, trong đó 2 trường hợp đã ổn định, còn một bệnh nhân chấn thương đùi phải đang được theo dõi sát sao. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một nữ bệnh nhân nặng sau khi được các bác sĩ phẫu thuật 2 lần hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, trong 4 bệnh nhân đang điều trị tại đây có một bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sang bị chấn thương cột sống thắt lưng do ngã từ cao xuống. Sau khi phẫu thuật được chuyển đến điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh. 3 trường hợp còn lại có một trẻ 3 tuổi cùng mẹ đang mang thai tuần thứ 11, điều trị tại khoa bỏng với chẩn đoán theo dõi ngạt khí CO.